Này thiện hiện, chân như của chân như là quả vị giác ngộ cao tột, chân như của pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế. Cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, chân như của bốn niệm trụ là quả vị giác ngộ cao tột, chân như của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, chân như của thánh đế khổ là quả vị giác ngộ cao tột, chân như của thánh đế tập diệt đạo là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, chân như của bốn tịnh lự là quả vị giác ngộ cao tột, chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, chân như của tám giải thoát là quả vị giác ngộ cao tột, chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, chân như của pháp môn giải thoát không là quả vị giác ngộ cao tột, chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, chân như của bậc cực hỷ là quả vị giác ngộ cao tột, chân như của bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, chân như của năm loại mắt là quả vị giác ngộ cao tột, chân như của sáu phép thần thông là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, chân như của pháp môn tam ma địa là quả vị giác ngộ cao tột, chân như của pháp môn đà la ni là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, chân như của mười lực Phật là quả vị giác ngộ cao tột, chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, chân như của pháp không quên mất là quả vị giác ngộ cao tột, chân như của tánh luôn luôn xả là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, chân như của quả dự lưu là quả vị giác ngộ cao tột, chân như của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, chân như của quả vị độc giác là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, chân như của trí nhất thiết là quả vị giác ngộ cao tột, chân như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, chân như của sanh tử là quả vị giác ngộ cao tột, chân như của niết bàn là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, chân như của các pháp không tăng không giảm, nên quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cũng không tăng không giảm. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, thường ưa an trụ chân như của các pháp, hoàn toàn chẳng thấy có pháp nào có tăng có giảm. Do nhân duyên này, nghĩa bất khả thuyết không tăng không giảm, bố thí Ba La Mật Đa cũng không tăng không giảm, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không tăng không giảm. Bốn niệm trụ cũng không tăng không giảm, bốn chánh đoạ, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng không tăng không giảm. Bốn tịnh lự cũng không tăng không giảm, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng không tăng không giảm. Tám giải thoát cũng không tăng không giảm, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng không tăng không giảm. Pháp môn giải thoát không cũng không tăng không giảm, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng không tăng không giảm. Bậc cực hỷ cũng không tăng không giảm, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực năng thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân cũng không tăng không giảm. Năm loại mắt cũng không tăng không giảm, sáu phép thần thông cũng không tăng không giảm, pháp môn tam ma địa cũng không tăng không giảm, pháp môn đà la ni cũng không tăng không giảm, mười lực Phật cũng không tăng không giảm, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng cũng không tăng không giảm. Pháp không quên mất cũng không tăng không giảm, tánh luôn luôn xả cũng không tăng không giảm, trí nhất thiết cũng không tăng không giảm, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng không tăng không giảm. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát nương vào sự không tăng không giảm này mà phương tiện tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, do pháp môn này tập hợp các công đức mà chứng quả vị giác ngộ cao tột. Bấy giờ Cụ Thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát nương vào sự không tăng không giảm, phương tiện tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa và do pháp môn này tập hợp tất cả công đức để chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì đại Bồ Tát ấy đã dùng sơ tâm để chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, hay dùng hậu tâm để chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy, nếu dùng sơ tâm chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì khi sơ tâm khởi, hậu tâm chưa khởi, không có tính hòa hợp,
Còn nếu dùng hậu tâm chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì khi hậu tâm khỏi, thì tiền tâm đã diệt, không có tính hòa hợp. Như vậy thì tâm tâm xả phát trước sau tấn thối trồi sụt, không có tính hòa hợp, thì làm sao có thể chứa nhóm thiện căn được? Nếu chẳng thể chứa nhóm các thiện căn được, thì làm sao Bồ Tát có thể chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Phật dạy, này thiện hiện, ta sẽ nói một thí dụ ngắn gọn, khiến người có trí theo ý nghĩa diễn đạt có thể dễ dàng hiểu được. Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Như khi thắp đèn, thì ngọn lửa ban đầu đốt tim hay ngọn lửa sau đốt tim? Bạch Thế Tôn, theo chỗ con hiểu, thì chẳng phải ngọn lửa ban đầu đốt tim cũng chẳng lìa ngọn lửa ban đầu mà có thể đốt tim. Chẳng phải ngọn lửa sau đốt tim cũng chẳng lìa ngọn lửa sau mà có thể đốt tim. Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Cái tim bị đốt chăng? Bạch Thế Tôn, theo cái thấy thông thường thì cái tim bị đốt thật. Phật dạy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát cũng giống như thế, chẳng dùng sơ tâm chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng lìa sơ tâm chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Chẳng phải dùng hậu tâm chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng lìa hậu tâm chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Do vậy, các đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, thiện hiện, các đại Bồ Tát từ sơ phát tâm tu hành bát nhã ba la mật đa viên mãn 10 bậc chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu học 10 bậc nào viên mãn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Phật dạy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát tu hành bậc cực kỳ cho đến bậc pháp vân làm cho viên mãn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng học bậc tịnh quán, bậc chủng tánh, bậc đệ bát, bậc kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc dĩ biện, bậc độc giác, bậc Bồ Tát, bậc Như Lai làm cho viên mãn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát, đối với 10 bậc này tinh cần tu học, khi được viên mãn chẳng phải dùng sơ tâm chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng lìa sơ tâm chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Chẳng phải dùng hậu tâm chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng lìa hậu tâm chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Do đó, các đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, duyên khởi như thế rất sâu xa, rất vi diệu. Đó là các đại Bồ Tát chẳng phải dùng sơ tâm chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng phải lìa sơ tâm chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng phải dùng hậu tâm chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng phải lìa hậu tâm chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Do đó các đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Nếu tâm đã diệt có thể sanh lại chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không, bạch thiện thệ, không. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Nếu tâm đã sinh thì có pháp diệt chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, đúng vậy, bạch thiện thệ, đúng vậy. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Có tâm diệt pháp, chẳng phải nên diệt chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không, bạch thiện thệ, không. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Tâm trụ là như, tâm là chân như chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, đúng vậy, bạch thiện thệ, đúng vậy. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Tâm an trụ như chân như, là như thật tế chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không, bạch thiện thệ, không. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như thật tế là sâu xa chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, đúng vậy, bạch thiện thệ, đúng vậy. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chính chân như là tâm chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không, bạch thiện thệ, không. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Lìa chân như có tâm chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không, bạch thiện thệ, không. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chính tâm là chân như chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không, bạch thiện thệ, không. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Lìa tâm có chân như chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không, bạch thiện thệ, không. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như, thấy chân như chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không, bạch thiện thệ, không. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Nếu đại Bồ Tát năng tu hành như thế là tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa chăng? Thiện hiện đáp, nếu đại Bồ Tát năng tu hành như thế là tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Nếu đại Bồ Tát năng tu hành như thế là tu hành chỗ nào? Thiện hiện đáp, nếu đại Bồ Tát năng tu hành thì hoàn toàn không có chỗ tu hành.
Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì nếu Đại Bồ Tát tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa thì không có tâm hiện hành, không có chỗ hiện hành. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì trong việc an trụ chân như hoàn toàn không hiện hành và không có chỗ hiện hành. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa là tu hành ở chỗ nào? Thiện hiện đáp, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa thì tu hành ở thắng nghĩa đế, nơi đây hiện hành và chỗ hiện hành đều không có sở hữu, không có năng thủ sở thủ, chẳng thể nắm bắt được. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa thì trong việc tu hành thắng nghĩa đế, tuy chẳng chấp thủ tướng mà tu hành tướng chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Đại Bồ Tát ấy khi tu hành sâu xa Bát Nhã Ba La Mật Đa thì trong việc tu hành thắng nghĩa đế là hoại tướng chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Đại Bồ Tát ấy khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì trong việc tu hành thắng nghĩa đế hoại tưởng về tướng chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không. Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy khi tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng hoại tướng, cũng chẳng hoại ý tưởng về tướng,